tất cả quý anh chị em rất là thân mến. Tình hình là mưa bão rất là nhiều đó, em cũng không có cái gì nhiều để mà quay cho anh chị em mình xem. Thì hôm nay là em có được 10 cặp chim chào mào má trắng và có một cái con phải nói là nó rất là baby. Thì anh chị em nào mà có nhu cầu lấy hai chuồng á, thì em sẽ tặng cho con này nha. Đó, em sẽ tặng cho con này cho anh chị em mình, nói chung là giá mềm cho anh chị em mình nha. Đó, con này nó baby lắm nha, con này ở chuồng số 11. Rồi bây giờ em sẽ quay cho anh chị em mình nè. Đó, từng chuồng nhá. Cứ mỗi một chuồng như vậy á, là 420 cành nha anh chị em nha. 420 cành bảo hành coi như là mắt móng mỏ tay chân cho mọi người nha. Đây là cái chuồng số 1. Đó, chào mào má trắng chim gốc Cao Bằng. Đó, bữa nay không có về nhiều nha. Đó, 10 cặp là 20 em à, chứ không có nhiều nha anh chị em nha. Rồi. Đây là cặp này là chuồng số 1. Rồi. Cặp này chuồng số 2. Đó, một cặp như vậy là 420 cành không bao ship nha. Đây, chuồng số 2. Chuồng số 2 có một con nó xòe rất là to đó 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 đó. Đó. Kê điện thoại vô nó hơi nhát anh chị em à. Đó, cái con đứng phía trong ngay trái chuối đó anh chị em thấy không? Xòe dã man không? Đó. Chuồng số 2 nha. Rồi qua này chuồng số 3. Đây, chuồng số 3 nè anh chị em nè. Đó, chuồng này cũng có một con xòe rất là to nha. Đó, mưa bão quá anh chị em à, chim còn nó không có. Nó lựa về hồi trước lần về cả trăm, bữa nay về nhiêu? 10 con, 9 con, 5 con. Rồi qua này chuồng số 4 nha. Đây. Đây là chuồng số 4. Đó. Để kê sát vô cho anh chị em mình xem cho nó rõ nè. Con này xòe nè, nó có con cũng xòe to nè. Đó. Con đẹp đẹp, con nó to quá đẹp lắm, to đẹp xòe lắm. Đó. À, chuồng số 4 nha. Đó, hôm nay là cuối tuần cho nên là tranh thủ review cho anh chị em mình xem sớm sớm, do là con bữa nay là nó không có đi học, nó ở nhà cho nên là hơi lu bu, cho nên là em sẽ quay sớm cho anh chị mình xem nha. Đây chuồng số 5 nè. Đó, coi như là vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, con bà đẹp luôn đó, đẹp đẽ cho anh chị em mình xem để mà chọn cho nó dễ nè. Đây là chuồng số 5 nha. Rồi qua này chuồng số 6 nè. Chuồng số 6 có con to lắm, đây là con đứng ngay phía đầu nè. Đó, con đang đứng trên cầu á, còn cái lưng cái vai của nó rất là to nha anh chị em nha. Hỏi chuồng số 6 nè, đó có con to xòe đó đó đó, cái con mà nhảy nhiều nhiều á đó. Hàng này thì bắt đầu nó yếu ríu ríu rồi nha anh chị em nha. Đó, hàng này thì đừng có hỏi em là Thành ơi có bao trống không, em không có bao đâu nha anh chị em nha. Hàng này nó chưa có sổ giọng đâu. Đó, chim má trắng mà bắt đầu nó tập bập bẹ rồi này nọ, líu líu quýt 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 rồi này nọ thôi ha. Đó, mình cứ chọn ngẫu nhiên thôi, chọn ngẫu nhiên, chọn hên xui thôi anh chị em à, chứ còn em cũng thật sự em mà nói thì cũng chẳng biết được trong trái ổi nó có cái gì đâu. Đó, đây là chuồng số 7 nha anh chị em nha. Đó, có con nào nó quét á, này nè. Đó, con số 11 nãy em nói nè. Đó, đúng rồi, nó đó. Đó, mình nghe nó quét quét vậy thôi chứ chưa chắc nó là trống nữa. Đó, anh chị em nào lấy hai chuồng thì em tặng con số 11 nha. Đó, nghe nó quét quét dễ lắm. Rồi, chuồng số 8 nè. Nãy là số 7, giờ tới số 8. Ủa, số 8 có con cánh hơi bị sệ nè. Đây chuồng số 8. Đó, có con đẹp không? Tướng đẹp không? Có con đứng phía trong mà, tướng rất là đẹp nè anh chị em ạ. Con phía trong à, tướng đẹp lắm. Rồi. Đây chuồng số 9 nè. Đây chuồng số 9 này nó cũng baby lắm. Mà được một cái là biết sao nó to, đó con. Đó, chuối mới tinh luôn. Đó. Chuồng này trông rất là baby nhưng mà tướng là to nhanh chứ nha. Đây chuồng số 9 nha. Rồi, chuồng số 10 là chuồng cuối cùng nè. Rồi thì anh chị em nào mà lấy hai chuồng nha thì cứ lấy hai chuồng, một là em sẽ tặng cái con số 11 này, hai là có một con mà cánh hơi nó hơi nặng nặng nè, hơi nặng nặng cánh nè, đó em tặng cho anh chị em mình nha. Đó, rồi bây giờ quay chạy lửa cho anh chị em mình. Thì hôm nay là có 9 con chạy lửa đẹp lắm nha, đẹp hơn ngày hôm qua luôn. Rồi em xin lỗi mọi người nha, bữa nay là 10 con chứ không phải 9 con nha. Rồi bây giờ em sẽ quay cho anh chị em mình nè, nhanh gọn lẹ cho anh chị em mình nha. Đó, chạy lửa anh chị em nào muốn lấy
có nhu cầu bảo tồn một em nha, giá là 200 cành. Nếu mà anh chị em nào mà lấy một cặp, giá là 360 cành một cặp, hai con chim trống nha, không có chim mái nha anh chị em nha. Đó, con này tướng rất là mini nè, đầu nhỏ xíu nè, đó anh chị em thấy không? Đó, bạo hành coi như là mắt móng mỏ tay chân cho một người chim này chưa có anh cám nha. Đây là con chuồng số 21, đây một em, con này tướng mini lắm, đó, tướng mini nè, đầu nhỏ xíu à. Rồi qua này chuồng số 22, con 22 này đuôi ngắn nha anh chị em nha, đuôi ngắn cánh sệ, đó, con này chuồng số 22, đó, một cặp là 360 cành nha, con này rất là siêng tặc. Con này ngày hôm qua nếu mà anh chị em nào mà có xem cái clip mà thấy cái con mà chuồng 25 không, đây, đó, y chang con ngày hôm qua rất là siêng tặc, nhưng mà cái con ngày hôm qua đuôi ngắn nhưng mà nó là đuôi tôm, con này thì không có tôm nhưng mà được cái con này đuôi bèn cánh sệ, đó, chạy đã không? Con này chuồng số 23 nha anh chị em nha, đó, con này chuồng số 23, đó, chim bé, chim cái này là chim bội nha, chim đuôi ngắn không đo đuôi nha anh chị em nha. Rồi con này chuồng số 24, đó, con này chuồng số 24 nha, đó, đó 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 anh chị em nghe mấy anh chào mèo không, nó kêu hết trơn rồi. Thôi chuồng số 24 ha, con này chuồng số 25, đó, ngày hôm qua 25 đẹp biết bao, bữa nay 25 trông nó chán quá. Em ở đây là có sao nó vậy nha, cái con này thì nó hơi nhát nha anh chị em nha, nó hơi nhát nha, nhưng mà con này cũng đuôi tôm nè, cũng hơi tôm tôm nè. Rồi con này chuồng số 25 nha. Rồi 26 nè, 26 siêu hot nè. Đó, con này thì đuôi nó nhìn nó cũng tương đối được đó. Không dài lắm mà cũng không phải là ngắn, con này chắc đuôi tầm 16 mấy hay 17 gì đó. Đây, con này chuồng số 26 nha, đó, cũng siêng tạc. Họ đuôi nó đẹp không? Họ đuôi cũng khá đẹp ha. Rồi con này chuồng số 27, đuôi cũng bản đuôi cũng hơi to nè. Con này 27. Đó. Để lại gần cho. Đó, anh chị em chọn cho nó dễ nè. Đó, con này chuồng số 27 nha. Nó muốn làm ổ sao trời, nó mổ giấy anh chị em à. Đây. Đuôi đen thui. Họ mặt nè. Đây chuồng số 27 nha. Con này 28 đuôi hơi tôm nè. 28 đuôi hơi tôm đẹp nè. Đây, số 28. Đó, đuôi nè, đó anh chị em thấy cái đuôi nó không? Đó, đuôi hơi tôm, con này chuồng 28 nha. Rõ chưa anh chị em? Rất là rõ cho anh chị em mình xem nha. Rồi, con này 29 rất đẹp nè. Tướng mini nè. Đó, lựa về rất là đẹp luôn anh chị em à. Về được có 10 em à. Đó, chim này ở Tây Ninh nha anh chị em nha. Chim Tây Ninh nha. Đó, con này chuồng 29. Rồi, con này 30 là con cuối cùng nè. Con 30 là đuôi ngắn nè. Con này 30 là đuôi ngắn. Con này thì anh chị em nào mà có lòng 64 thả vô hộp con bà Lý luôn. Lùa lùa lên cho anh chị em mình xem nè. Đấy. Đây. Đâu rồi? Đó, số 30 nè. Đó, đuôi ngắn ngủ nè. Đó, rất là lanh nha anh chị em nha. Nó lanh lắm. Đó, đuôi ven cánh sệ nè. Đó. Thấy không? Đó, tạch đã chưa? Con này là chuồng số 30 nha. Đó, đuôi ven cánh sệ siêng tặc, siêng chạy luôn nè. Đó, nhưng mà hơi nhát thì nó hay nằm ở góc này thôi nha. Đó. Rồi, em cũng thông báo với lại tất cả anh chị em là chuẩn bị là em sẽ nhập đâu đó nó mười mấy con họa mi anh chị em à. Ở ngoài Cao Bằng vô. Đó, nhưng mà do là mấy bữa nay anh chị em thấy không? Thời tiết rất là bão. Mưa bão coi như là sạt lở. Đó, đường ray nó không biết như thế nào, em cũng không biết diễn tả như thế nào nữa. Nhưng mà do là em đặt hàng từ bữa giờ rồi nhưng mà chưa thấy chim nó vô tới Sài Gòn đó, thì nếu mà nhanh thì chắc có thể 2-3 bữa thì em về chắc cũng khoảng chừng mười mấy 20 con chim họa mi có trống có mái nha. Đó rồi, còn thì hôm nay là cuối tuần rồi, hôm nay thứ bảy cuối tuần thì em lên cho anh chị mình xem một ít chim chào mào má trắng với lại 10 con chim chích trời lửa Tây Ninh nha. Rồi bye bye và xin chào, hẹn gặp lại mọi người, chúc mọi người một cái tuần mới thật là nhiều niềm vui. Xin chào, đó, hẹn gặp lại.